xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình Famila Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Ở tập trước thì mình đã có một chuyến đi khám phá và mang về được rất là nhiều những rương kho báu bằng bạc luôn. Và sau khi mở thì không có một trái quỷ nào mới luôn á. Ngon thực sự luôn. Và không rai, mình đã sử dụng cái trái Gomu này trong việc chiến đấu rất là nhiều rồi, mà rất ít khi sử dụng kiếm đúng không? Nên trong ngày hôm nay mình quyết định sẽ sử dụng kiếm trong việc chiến đấu, cũng như là kết hợp với một trái quỷ mới. Và trái quỷ mà mình nghĩ có thể kết hợp với kiếm được thì chỉ có trái đây, trái này này. Hình như trái này là trái Suzy Tsuzunomi của Đô Đốc Fushitura thì phải á. Nếu mình nhớ không lầm là vậy. Và phía trên này thì mình có dư một trái nè, nên mình quyết định sang trái này nhá. Còn trái ở dưới thì chủ yếu để trưng bày thôi. Đúng rồi, trái này là Tsuzunomi. Cái tên này đọc muốn lẹo cả lưỡi luôn á các bạn ơi, rất là khó đọc luôn á. Thôi kệ, đây giờ thì mình sẽ trở về cái ngôi làng của mình để mình lấy một hành kiếm cái đã. Vì đây là trái quỷ của một đô đốc hải quân á, nên mình phải sử dụng kiếm của hải quân cơ. Đây mình có những thanh kiếm hải quân nè. Và kiếm này thì chỉ có 6,25 sức tấn công thôi. Chủ yếu là mình dùng để thi triển kỹ năng thôi, chứ đánh thường thì mình cũng không cần dùng nhiều lắm đâu. Rồi, và sử dụng cái bét nhà này để dịch chuyển về con tàu mình cho nó nhanh. Ôi chết, hồi nãy mình về đây mình ngủ một phát nó lưu điểm spawn ở đây rồi. Ok, để mình dịch chuyển bằng cái bản đồ cũng được. Tàu của Lộc nè. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ăn trái quỷ Suzy Tsuzunomi thôi. Đầu tiên thì loại bỏ trái Gomu trước nè, và sau đó ăn vào trái Suzy. Đó, vậy là mình đã có trái Suzy trong người rồi. Và trái này á thì chỉ có 4 kỹ năng thôi nhá. Và quên nhắc nữa, hình như trái này là trái biến mình trở thành người trọng lực á các bạn ơi. Có khả năng thay đổi trọng lực và còn có thể triệu hồi được cả thiên thạch nữa cơ. Mình nhìn trong phim là vậy á, mà không biết trong này có thực sự là như vậy không. Nên bây giờ mình sẽ cùng nhau test nhá. Đầu tiên thì mình sẽ trang bị kỹ năng vào. Ở đây thì... Ui, hình như cái này là kỹ năng triệu hồi thiên thạch đúng không? Để mình trang bị số này đi. Cái này là nhát chém trọng lực hay sao nè. Được thiệt sự á nha. Rồi, haki thì hiện tại thì mình chỉ có 5 loại haki hết ta. Để mình trang bị thứ nhất á. Ý, chết. Lộn skill rồi. Thứ nhất á thì mình sẽ trang bị cho mình, đó chính là haki bá vương nè. Kế tiếp nữa là haki vũ trang toàn thân. Kế tiếp nữa là một loại haki, đó chính là hình như cái này dùng để trang bị haki cho kiếm thì phải á. Ok, mình sẽ sử dụng ba loại haki này nhé. Còn bên đây thì mình sẽ cho ghép bô vào. Đầu ta ghép bô mình sẽ cho vô cái ô này đi. Đó, vậy là ok rồi đó. Giờ thì mình sẽ ra đây và bắt đầu test năng lực của trái Suzy Tsuzunomi thôi. Đầu tiên thì mình sẽ dùng ghép bô để di chuyển vào cái vùng đất liền cái đã. Không biết có nên test với cua nữa không ta? Ổng rài mình test trên cua nhiều lắm rồi á. Nên cũng rất là tội nghiệp với mấy cua luôn. Còn nhỏ mà bị mình ăn hiếp hoài à. Ý, ui, con này có quýnh mình không? Ui, mấy anh Enderman lang thang. Anh này hình như lâu ngày không tắm hay sao mà nhìn thấy phần thân nó dơ vậy. Đi xuống nước tắm đi. Đây đây, mình sẽ cho anh này xuống nước tắm xíu các bạn ơi. Ui, ê, chết, đi lên, quên, lên, mình quên mất, Enderman là không có tắm được, trời ơi, mình để xuống chỗ khác nào giết Enderman đâu, quên mất, mình với Enderman là không có xuống nước được á. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ đi khám phá luôn đi, sẵn tiện đang có trái quỷ mới nè. Và mình cũng có thuần phục thêm một em Pegasus mới để dành trên tàu á. Có gì còn dẫn đi khám phá đây đó, với lại trang bị cho giáp kim cương đầy đủ hết rồi. Nhưng mà mình sẽ không sử dụng em Pegasus, mà thay vào đó là mình sẽ sử dụng các em rồng Shiny. Rồng Shiny đâu rồi ta? Em rồng Shiny... À, ấy, cái này em rồng Ender rồi. Ủa, mình nhớ được trước. À đây nè. Em rồng Shiny nè. Mình sẽ triệu hồi em rồng Shiny ra nhá. Đó. Có một vài bạn bảo là mình có thể thu hồi được em rồng này, nhưng mà mình đã... Úi. Úi, thu hồi lại được nè. Wow, được á nha. Vậy là mình có thể thu hồi lại được hả? Trời ơi, không rài mình không biết. Mình để hy sinh ít mấy người đồng đội rồi. Mình nấp thiệt luôn á.
Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy một cái rương ra, sau đó cất cái cúp vào, và thay vào đó là mình sẽ làm một cái cục dụng cụ mới, đó chính là một cây rìu nhá. Vì trên đường về mình đã lỡ tay làm rơi một cái cây rìu xuống dưới đáy biển rồi nên không có còn á. Và mình sẽ sử dụng loại khoáng sản nào để làm rìu ta? Ở đây thì có ruby hả? Ý hình như ruby này cũng làm được rìu hay sao này? Để mình thử dùng que coi làm có được rìu không nhá. Nếu mà làm được rìu chắc sẽ rất là xịn cho coi. Rồi và được luôn nè. Được cái Ruby X. Và cái này thì efficiency 16.0 và 25.000. Ủa gì? 2.500 lần sử dụng. Trời ơi, xịn vậy. Mấy cái này chặt chắc nhanh lắm luôn á. Ok để mình chặt thử coi, chặt cái. Ui coi chặt cái khúc gỗ nè. Nhanh cực kỳ luôn các bạn ơi. Cái này là chưa enchant hết nha. Và để bây giờ mình sẽ thử enchant coi, cái này enchant nữa chặt là hết sảy luôn á. Và cái này thì hình như nó không enchant được rồi. Hơi tiếc á nha, nhưng mà thôi kệ. Miễn đây là một cái loại dụng cụ tốt cho mình sử dụng trong việc chặt gỗ với đào mấy cái con tàu ra là được ha. Và giờ thì chắc mình sẽ triệu hồi em rồng shiny ra một cái, sau đó lên giường ngủ một giấc đi, rồi sáng thức dậy thì mình sẽ lên đường và bắt đầu chuyến khám phá cũng như là test năng lực của trái Tsuchishinomi trong ngày hôm nay nhá. Mình đã ngủ xong rồi và bây giờ thì mình đã phát hiện cái haki bao bọc kiếm là thực sự có thiệt các bạn ơi. Chuẩn bị nè, mình sẽ kích hoạt haki bao bọc kiếm đó. Các bạn có thấy thanh kiếm của mình không? Đó, nó được đã được bao bọc bằng haki rồi. Tuyệt vời nha. Ui nếu mà mình bao bọc bằng haki mình vứt ra coi. À nó vẫn bình thường à, và nhặt lại. Nó vẫn có nha. Được thiệt sự các bạn ơi. Rồi, giờ thì mình sẽ cưỡi em rồng và bắt đầu chuyến khám phá trong ngày hôm nay luôn thôi. Để coi hôm nay sẽ, hay là mình đi khám phá về hướng cái hòn đảo mà toàn cây gai nha. Đợt trước á mình thấy có rất là nhiều con tàu ở hướng bên kia luôn mà mình chưa có kịp khám phá vì trời tối mất á. Nên hôm nay mình quyết định sẽ trở lại đó để đi khám phá nha. Chứ mấy hướng còn lại mình đi khám phá nhiều rồi, với cả mấy con tàu cũng không còn đồ để mình loot nữa. Rồi giờ thì lên đường đến những cái con tàu gần nhất thôi nào. Và mình đã tới cái hòn đảo gai rồi các bạn ơi. Ui, ở đây nó có con tàu chìm nè, hay là mình liều mình xuống dưới mình kiểm tra thử nha. Đợt trước mình qua đây mình phát hiện cái tàu này rồi mà mình chưa có xuống để tìm đồ ấy. Ở dưới có con cá sấu kìa. Đó, hay là bây giờ mình sẽ test sức mạnh của cái haki bao bọc kiếm nha. Bình thường khi chưa bao bọc haki thì một nhát chém của mình sẽ mất khoảng 7 máu đúng không? Và khi bao bọc haki thì một chém. Ui. Một chém nữa nè. Mười mấy máu lận. 22 máu luôn kìa. Khi mà đánh chí mạng 22 máu lận á các bạn ơi. Nó sẽ tăng sức mạnh của cái món vũ khí lên rất 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 là nhiều luôn. Wow, được á nha. Rồi và giờ mình sẽ ăn miếng thịt trước đi cho no bụng rồi sau đó lặn xuống dưới nhá. Nhưng mà nó sẽ hơi chóng mặt á. Làm liều tôi chứ biết sao giờ. Và để bé bé mèo xuống nè để mình có thể nhìn trong bóng tối tốt hơn. Và xuống luôn. Rồi 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 chuẩn bị. Nó bị chóng mặt rồi kìa. Nhưng mà không sao, cố lên một xíu thôi thì chúng ta sẽ có thể đi lên rồi. Và hình như trong phòng này mới có đồ hay sao ấy. Ủa thiệt nè. Ở đây có một cái rương vàng, một cái rương bạc, một ít trái táo vàng. Sắt thì mình không cần cho lắm nhưng mà có miễn phí thì mình cũng lấy đi. Cá, ý cá cũng được nè. Tại vì cái bé bét mèo mình ăn cá chín nên mình sẽ lấy con cá đó về để nấu lên và cho bé mèo mình ăn nhá. Táo vàng enchant thì để đây đi, xíu mình ăn trong lúc mất máu. Cái rương nhỏ này chắc mình sẽ để dành chứa mấy trái quỷ tìm được. Rương này thì nhỏ quá, thôi chứ rương này cũng được đi. Rồi vậy là mình đã có được hai cái rương đầu tiên rồi. Biết gì không đài qua đây lấy cho lành nhờ. Đỡ phải đi chi cho xa. Rồi bây giờ thì mình sẽ cố gắng lặn lên trên một xíu để cho nó đừng có chóng mặt nữa nha các bạn. 2 hours later. Cuối cùng cũng lên trên này, chóng mặt thực sự luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi thôi nào. Hướng bên đó thì mình đã khám phá rồi đó đó đó. Cái tàu nó còn nát luôn kìa. Hình như hôm nào đó mình đi ngang mình hơi quá tay hay sao á, phá nát mấy con thuyền rồi. Để giờ mình sẽ qua hướng bên đây đi. Hướng bên này thì có con tàu
mình cũng đã khám phá luôn rồi nè. Lâu lâu ấy thì mình sẽ để ý dưới đáy biển tí các bạn ơi, để sau này mình còn nhớ những cái nơi nào mà có mấy con tàu bị chìm á. Rồi mình sẽ trang bị bộ đồ lặn, sau đó lặn xuống dưới và tìm những cái rương rác quỷ nhá. Và nhìn ý, nhìn sơ qua khu vực này không có tàu bị đắm nhiều cho lắm nha. Nhưng mà ở đây có hai cái con tàu cướp biển. Ui, ba luôn, ba con tàu cướp biển. Được khi sự. Và để đảm bảo an toàn cho người bạn đồng hành của mình á, thì sau mỗi lần như vậy thì mình sẽ tu hồi lại, để tránh trường hợp á, mình làm hy sinh người đồng đội trước khi trở về thì buồn lắm luôn. Và cái tàu này, ý cái tàu này mình chưa đánh nè. Được được, bật Haki lên nè. Sau đó chiến đấu với các người thôi. Ui, bật Haki lên là một hit chết một tên luôn á. Cây kiếm mình chỉ có 6 đam thôi. Sẵn đây mình sẽ test năng lực trái quỷ, trọng lực. Ui. Ui. Trái quỷ của Đô đốc Fushitora thiệt là mạnh các bạn ơi. Ui, quýnh anh này gớt áo ra ngoài luôn. Lần trước thì gớt quần và giờ thì gớt áo rồi. Ấy da, ấy da. À, cái tên nào đây? Tên nào đây? Tên nào? Tên nào? Tên nào quýnh mình cho các người biết mùi năng lực của trái trọng lực nè. Trái này đi phá quỷ thuyền rồi hết sảy luôn á các bạn ơi. Ui, đã chưa kìa. Đó chính là kỹ năng thứ nhất của trái trọng lực á các bạn ơi. Đó chính là cái như là sao ta? Mình không hiểu cơ chế nó như thế nào nữa, nhưng mà cơ bản là mình sẽ tạo một cái đợt sóng và làm rạn nứt những cái công trình phía trước mặt. Tên này đồ ủa cái tên này là tên thuyền trưởng hả? Thuyền trưởng với thuyền viên mình sẽ tiêu diệt hết cho các người biết năng lực của ta nè. Boom. một đợt như vậy là mấy tên này sẽ bị làm chậm và cũng như là mất hết 10 máu á các bạn ơi. Cực kỳ tốt để cấu rỉa luôn. Rồi giờ thì mình sẽ tắt Haki đi để tránh trường hợp mất sức quá nhiều. Và trong mấy cái rương này có một cái rương kho báu nè. Ở dưới còn gì nữa, còn túi Belly. Ê cẩn thận, mình rớt xuống nước là mình thấy sặc chết luôn á. Và bên này thì có một cái rương vàng nữa. Ui đúng là một con tàu xịn các bạn ơi, được hai cái rương luôn. Có một ít cái chai cola là mình sẽ mang về. Thang leo thì mình không cần nên mình sẽ vứt lại nhá. Ui được rồi nha, con tàu đầu tiên thì đã cho mình hai cái rương rác quỷ, với cả hồi nãy mình được hai cái nữa là được bốn cái rương rồi. Chuyến này giàu to rồi các bạn ơi. Ê, chưa 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 đằng kia có con tàu nhỏ, để mình qua đó mình kiểm tra thử coi. Và trước khi đi thì mình sẽ coi. Ý, con tàu này hình như khi mà mình quét sóng kiếm như vậy á thì nó sẽ phá hủy luôn cái spawner sao á, mà mình không thấy mấy tên hải tặc này xuất hiện thêm nữa. Hay thiệt luôn, đúng là trái trọng lực của đô đốc Bushitora có khác. Và giờ thì mình sẽ test kỹ năng thứ hai của trái quỷ này nhá. Kỹ năng thứ hai này đọc là gì ta? Jigoku Tapi. Tên đọc cũng hay đó. Và búp. Ủa cái này phải. Ủa các bạn có thấy mấy tên này bị lún xuống không? Kìa 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 kìa. À, như vậy đây là cái kỹ năng sẽ khiến cho đối thủ mình bị trọng lực đè xuống và lún tuốt ở dưới luôn kìa, lủng cái con thuyền luôn. Một trái quỷ cực kỳ xịn. Ui. Mấy tên kia bị chìm ngẫm đến mức mà chết ngạt rồi kìa. Đó đâu có ngốc ra nổi đâu. Ui sao mình không ăn trái này sớm ta? Kỹ năng hơi bị mạnh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cây cúp ruby này, sau đó đào xuống phía dưới để tìm rương kho báu nhá. Đây. Và một cái rương vàng nữa. Hôm nay là một ngày may mắn của mình rồi các bạn ơi. Vừa ăn xong trái quỷ mạnh mà vừa có được những cái rương kho báu trong những con tàu nữa. Ui được 5 cái rương rồi. Rồi Bakaki sau đó tiễn tên này chầu Diêm Vương luôn. Cái tội ha, dám chống với mình. Rồi quá may mắn, quá may mắn. Nãy giờ mình đi được hai con tàu hả? Nhưng mà nghe nói khi mà mình đánh tàu xong phá tàu thì nó sẽ tăng tiền chi nã đúng không? Nên mình quyết định sẽ phá hủy luôn con tàu này. Đây là một trong những trái quỷ mà mình thấy khá là thú vị để phá hủy mấy cái con tàu. À, việc nhẹ lên cao. Và giờ thì qua cái con tàu mini này coi. Bên đây thì chắc có mấy tên băng hải tặc cầm súng nè, cho người xuống biển sống luôn. Rồi trong này còn còn một tên nè. Ý, đội cọng lông gà lên hả? Cho người nếm mùi sức mạnh của kiếm được bọc hoa kỳ. Và rơi ra gì nào? Thuốc súng hả? Mà mấy thứ này thì mình không cần đâu, chừa emerald thôi. Đạn thì hình như cái súng này á bắn căng đạn nha các bạn. Đây đây đây, giờ mình đang có thuốc súng trong người đúng không? Và cái phần
Ủa, danh bao đời mình có một mà. Đó đó đó, mình bắn phát là nó mất tiêu cái bột thuốc súng, thấy không? Và bây giờ mình còn 9 viên để bắn nè, bắn con cá heo. Ủa, cá voi thử coi. Thôi nhưng mà khoan, thôi không nên cà khịa đâu. Cá voi hiền cơ à, mình bắn tội nghiệp nữa. Cá voi kiểu như cũng không hung vô lắm đâu các bạn ơi, lâu lâu cạp mình chết que thôi chứ không hung đâu. Rồi và coi nào, đây vẫn còn con tàu nào qua đây để test cây súng cho các bạn xem luôn nhá. Rồi đầu tiên thì mình sẽ móc cây súng ra một cái và băng đó, một viên thì sẽ mất 4 máu nhá. Nói chung cái này giai đoạn đầu á, nếu mà ai không có vũ khí mạnh thì có thể sử dụng cái cây súng này để làm một cái món vũ khí tấn công tầm xa cũng rất là tốt. Và giờ thì nó đã hết đạn cũng như là thuốc súng rồi nên nó không còn bắn được á, nên mình sẽ dùng kiếm luôn. À rồi, mấy tên nào? Mở cửa dưới hả? Mở cửa dưới đúng không? Chắc các ngươi chưa biết mùi sức mạnh của trọng lực của ta chứ gì? Sức mạnh trọng lực nè. Màu khoan các bạn ơi, mình ở cao cao xíu, lỡ có té thì mình cũng còn có đường mà chạy. Sức mạnh trọng lực. Nó. Nó, các bạn có thấy mấy tên này đang bị rớt xuống từ từ không? Chìm ngủm ở dưới kìa. Đó, đang bị trọng lực đó. Và bây giờ cho cái người đếm mùi sống kiếm trọng lực nè. Mất tiêu luôn. Ý nhưng mà Ê mà khoan. Ê vậy cái rương của tôi còn không? Ui nó làm một đường dài ngoằng rồi. Không biết có mất cái rương mình không nữa. Mất cái rương là bắt đền đó nha. Khoan. Làm gì làm rương là không được mất nha. Mất cái rương là buồn luôn á. Hên quá, rương gắn còn. Người cầm súng bắn ta nè, cho các người xuống dưới uống nước chết queo luôn. Mỗi lần dùng sức mạnh trọng lực thì hắn sẽ bị giật xuống tít ở dưới đáy biển á các bạn ơi. Chuẩn bị ngóc lên thì giật xuống được không? Ý mà chắc mấy tên này ngóc lên không kịp đâu, chuẩn bị chết ngạt nè, cho các người xuống tiếp. Quá đáng thiệt luôn á, thiệt tình mình quá đáng ghê á. Và lại là một cái rương nữa. Ui, thực sự ngày hôm nay là một ngày rất là may mắn đối với mình luôn á. Trước giờ có thể nói đây là ngày đầu tiên mà mình hên đến như vậy. Vừa có thể trả thù mấy cái tên cướp biển này, vừa có thể nhặt được những cái rương kho báu trong mấy cái con tàu. Và cái tàu này còn khá là nguyên vẹn nên mình sẽ trang trí thêm một vài đường kiếm nha. Đó, cho như vậy nè, nhìn con tàu nó mới đẹp được. Đây đợi cho chị cái kỹ năng sống kiếm trọng lực của mình nó hồi lại. Gách cái bườm luôn. Rồi tàu nào chưa khám phá ta? Nãy giờ mình tìm được mấy cái rương rồi nhỉ? 1, 2, 3, 6 cái rương rồi. Mà chưa có cái gương gỗ nào luôn á. Ui may mắn thiệt sự. Phía này vẫn còn con tàu nè, để mình khám phá nốt con tàu này rồi sau đó lên đất liền tí nha. Tại vì mình vẫn còn có cái niềm tin vào việc đi tìm cái căn cứ của hải quân. Nơi đó là nơi hội tụ của rất là nhiều mấy tên đô đốc hải quân, để mình có thể trạm trán. Và giờ thì bật Haki lên và quýnh sắp cả các người, sẵn tiện đây test cái kỹ năng thứ từ của mình luôn coi. Cái kỹ năng mà có hình cái cục đất đó các bạn ơi, không biết cái đó nó dùng để làm gì nữa ta. Chưa, để mình test thử. Bật lên một cái nè. Quýnh. Ủa chỉ có vậy thôi hả? Hay là kỹ năng này ta không mới áp dụng được ta? Để mình test thử coi. Ủa cũng vậy mà. Thấy cũng vậy mà. Không biết cái kỹ năng đó dùng để làm gì nữa. Và cái phần tên á thì nó tên là Abe Himatsuri. Thôi kỹ năng đó test không được thì thôi mình test kỹ năng khác, đó chính là triệu hồi thiên thạch. Ở trong phim đó các bạn có thấy những cái cảnh mà đô đốc Fushitora triệu hồi nguyên một cái thiên thạch rơi xuống không? Và mình sẽ test thử cái năng triệu hồi thiên thạch. Ui thiệt nè, triệu hồi được. Ui, triệu hồi nguyên thiên thạch bự cực luôn á. Rồi triệu hồi lại nè, triệu hồi thiên thạch rớt xuống. Bụm. Ui, một kỹ năng này phá hủy gần hết con tàu luôn. Ok, test thêm một lần. Ui trời ơi. Tên nào quýnh mình? Mình sẽ cho tên đó xuống dưới uống nước nè. Đầu. Cái tên đó chỉ có một tên đô đốc mới làm được thôi. Mà đô đốc chết queo rồi mà. Cho các người ha, uống nước luôn nè. Ê, hình như đô đốc xuống nước hay sao rồi? Trời ơi. À đúng rồi, cho đô đốc xuống nước luôn. Này thì đô đốc với chúng tôi. Ui, đô đốc kìa, dầm bà đô đốc hả? Ngon, ngồi lên đây. Ngồi lên đây cho người uống nước tiếp á.
Ngồi lên đây, cho người xuống dưới uống nước tiếp đi. Này thì... Ui, 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 ui. Ui. À, muốn lôi mình xuống dưới chứ gì. Cho người uống nước tiếp nè. Này thì đưa đốc rồi, và trong này... Oh my god. No. No. Không thể nào. Không thể nào. Một ngày mà mình tìm... Còn là rương vàng với con bạc hôm nay. Ui, có thể nói hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn đối với mình luôn á. Anh này còn chơi Ultra Cola nè. Ui, chắc cho người ta này ăn thiên thạch mới được. Thiên thạch triệu hồi. Chưa mình bay lên cái đã. Ui. Mình bay lên không kịp, chắc mình cũng tan tành rồi. Cho người ăn thêm một cái thiên thạch nữa nè. Ui né. Cho người ăn thiên thạch nè. Bùm. Ui ui. Chết chưa, chết chưa? Tan tành con tàu này luôn rồi các bạn ơi. Còn mấy tên này á, đi xuống dưới luôn đi. Trọng lực. Nó trọng lực. Một lần nữa. Và thêm một lần nữa nè. Búp. Chết queo luôn. Này thì hải quân hả? Ê mà nãy giờ mình... Ui. Đúng rồi. Mình lại trượt chân ngất xuống nữa rồi. Thiệt tình luôn á. Hơi hào đạo nhưng mà không sao. Thành tổ đây chắc mình sẽ trở về để mở rương trác quỷ luôn đi. Trong lúc may mắn á, thì mình tin rằng mình có thể tìm ra những trác quỷ mới các bạn ơi. Để một hồi nhân phẩm mình đi xuống thì mình mở nó không ra mấy trác quỷ mới đâu. Và trước khi mở thì mình sẽ dọn dẹp đồ để cho nó thoáng đãng một xíu, rồi mình sẽ bắt đầu mở những rương khô bố nha. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và bây giờ thì mình sẽ lấy thêm một ít cái khối vàng ra để làm chìa khóa nha. Đây mình sẽ làm thêm được... 15 chìa luôn. Mấy trong này còn 5 chìa nữa là 20 chìa nè. À, để coi tổng cộng mình có được 2, 4, 6, 8. Được có 8 cái rương thôi à. Nhưng mà toàn là rương xịn thôi các bạn ơi. Nên mình sẽ lần lượt mở hết luôn nha. Hy vọng nhân phẩm đang cao. Đừng có bị trùng nữa giùm em nha mấy anh hai. Rồi, đầu tiên mình sẽ lấy ra 8 chìa khóa. Và bắt đầu mở luôn thôi. Cái vàng đầu tiên. Ra trái Yuki Yuki no... Nomi hệ Logia. Trái này hình như mình cũng có rồi hay sao ý. Nè mình có rồi, nó bị trùng nữa rồi. Nhưng mà thôi kệ, dù sao cũng là hệ Logia, rất là hiếm luôn. Rồi đến cái rương bạc đi. Vàng xong rồi tới bạc đi. Và cái bạc đầu tiên nè, hy vọng là một trái xịn. Nhân phẩm mình cao tới mức mở khoát bị crash game luôn. Có cái mà mày nó crash ngay rương bạc, tưởng đâu crash ngay rương vàng là hơi bị mệt luôn á. Thôi mới crash xong rồi chắc giờ không crash đến đâu, nên mình sẽ mở một cái rương vàng nhá. Hy vọng là mở ra một cái đồ xịn xịn, một trái xịn xịn đi, hệ Logia càng tốt. Và mở ra nè. Đây là một trái âm hệ Logia nha các bạn, và cái này kỹ năng toàn là băng không à. Ui, nói về băng thì mình sẽ đố các bạn đây là trái quỷ của nhân vật nào nha. Mình nói để mình đoán xem nào, đây là một trái quỷ của một nhân vật bên phe hải quân nè, các bạn có đoán ra chưa? Nếu đoán ra rồi thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Một trái ác quỷ hệ Logia mới đầu tiên của mình, nên mình sẽ xuống dưới treo luôn cho nóng nào. Đây là trái xịn, mình sẽ treo hàng trên đi. Đó, được rồi. Nhân phẩm đang lên. Mở tiếp nào. À, cái gương vàng kế tiếp nè. Hy vọng là một trái hệ Logia nữa. Ui, Logia thiệt nhưng mà nó bị trùng rồi. Đây là trái Moku Moku no Mi của tên Smoker á. Nè, mình có trái treo trên đây rồi nè. Thôi kệ đi, lỡ trùng thì thôi. Nên mình sẽ mở tiếp một cái rương bằng bạc nhá. Và cái bạc này thì sẽ cho mình trái gì nào. Sao cho OB hoài vậy? OB mình có 3-4 trái rồi á. Mặc dù trái đó thiện thiệt nhưng mà không cần cho nhiều vậy đâu. Thôi nếu bị trộm thì mình sẽ mở cái rương vàng. Và một trái quỷ mới. Suna no Mi. À, hình như trái này là trái của cái tên cá sấu nè. Đúng không ta? Tại vì mình thấy trong này có hai skill tên là Desert Enciero và Desert Girasole. Desert là sa mạc á, mà mình thấy trong One Piece thì chỉ có mỗi tên cá sấu là có những kỹ năng liên quan đến sa mạc thôi, là những cái cát á. Chắc vậy rồi, chắc đây là trái của tên cá sấu rồi đó, Crocodile.
Treo đâu ta, treo đâu, treo ở đây đi, treo ngay vị trí này. Rồi, ý. Ui, cái trái goe chị. À đây đây đây, trái goe gấn xuống ví dưới này. Và còn hai cái rương cuối thôi đúng không? Nên mình sẽ tranh thủ mở luôn nha. Mở cái hồ cá luôn này cho nó mát. Và cái rương bạc kế tiếp. Một trái mới nữa. Hãy dô anh luôn. Ui, trái này là trái Ushinomi Model Bison. Ui, trái này là biến mình thành con gì ta? Mình cũng chưa rõ nữa. Bạn nào biết trái Ushinomi Model Bison đó biến thành con gì thì đừng quên comment phía dưới nha. Đây là trái quỷ mới hệ Zoan của mình luôn. Thật là tuyệt vời. Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn nên mình sẽ mở cái rương cuối cùng ngay phía dưới này. Và trái gì nào? Lại là một trái Suna nữa. Nó bị trùng mất tiêu rồi. Ok không sao, miễn sao có trái quỷ mới là mình vui à. Như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình mở ra được hình như 4-5 trái mới luôn á. Nhưng mà toàn là hệ Zoan với hệ Logia thôi. Nên rất là may mắn. Giờ thì mình nghĩ là nên đi khám phá một tí nữa trên bờ đi. Ở trên biển mình đi vậy là cũng khá đủ rồi. Vì đã có được ý. Cái gì đấy? Thu tri nã hả? Win thư chi nã về tới nhà nữa rồi. Chưa gì hết có thư chi nã nữa rồi các bạn ơi. Đây và mình sẽ đập ra thử coi. Để coi coi mức giá tri nã hiện tại của mình là 51.850 Belly. Trời ơi, mình ngồi mình đập ha, muốn nát hết mấy cái tàu hải quân luôn. Mà cái tăng có tí xíu tiền. Hiện tại lúc trước á mình là 47.453, giờ thì nó lên được có tí à, lên có 51.000 à. Ồ, tưởng đâu lên 60.000 thì hay rồi. Nhưng thôi kệ đi. Và bây giờ đến về sau á thì chắc mình sẽ không vứt mấy tờ tri nã nữa, mà mình sẽ sưu tầm từ từ các bạn ơi. Nè, như coi như cái tốc độ tăng cái mức giá tri nã của mình là nó như thế nào á. Và mấy cái này thì mình đã sở hữu rồi nên mình cũng có thể vứt đi. Và hôm nay thì mình coi nào nên đi hướng nào để tìm những cái công trình của mấy tên hải quân trên cạn ta. Hướng này hình như mình rất ít đi nè. Hướng này hình như còn trở về ngôi làng của mình á. Để giờ thì mình sẽ cưỡi em rồng Shiny này và lên đường để đi tìm một vài thứ mới lạ trong One Piece nhá. Ui, ở đây nó còn có một cái con tàu hải tặc nữa nè. Và phía kia là đất liền rồi. Ok, để bây giờ mình sẽ thử vô đây và khám phá coi phía trong có cái rương chứa trái quỷ không. Và mình sẽ sử dụng năng lực của trái Suzy một lần nữa. Trọng lực nè, trọng lực đè các người xuống. Rồi tuột và tuột một lần nữa nè. Tan tèn. Chết quẹo luôn. Ui, trái này xịn ghê luôn á các bạn ơi. Và trong này thì không có trái quỷ rồi. Ý, các ngươi đang lội hả? Xuống xuống dưới đi. Tuột xuống nữa nè. Đó, tuột liền và cho các ngươi nếm mùi thiên thạch rơi xuống trên đầu là gì. Bùm, bánh con tàu luôn. Cho các ngươi nếm mùi thiên thạch một lần nữa nè. Chuẩn bị nè, thiên thạch xuống nè. Né 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 ra. Né ra không thôi mình cũng chìm giống mấy tên này luôn á. Cẩn thận mới được. Đây là trái quỷ có thể bóp chính mình luôn, nên mình phải cẩn thận khi mà sử dụng mới được. Ý, sao nó lại nổ trên đó? Nếu nổ thì mình sẽ đổi kỹ năng liền. Ui, cái skill 1 á là mình quét một cái một đống cái block bị phá hủy luôn á, rất là xịn các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ vô trong này một tí coi. Ui, suýt nữa thì rớt xuống rồi. Ui, phải cẩn thận mới được, không để cho nó rớt xuống biển. Và mình sẽ triệu hồi em rồng lại nè. Đó, từ giờ về sau thì sau khi triệu hồi một em rồng thì mình sẽ thu hồi sau khi đáp đất á, để tránh trường hợp hy sinh những người đồng đội vì những cái lý do không chính đáng. Vậy thì tiếc lắm luôn. Và phía bên này thì sơn tặc hả? Lâu lắm rồi mới gặp một cái sơn tặc nè. Em rồng vô trong lại đi. Các người ha, mìm mình với ta. Để coi coi mình nên sử dụng kỹ năng gì ta. Thiên thạch đi nhờ. Cho đấm lửa các người hơi nhỏ đấy. Cho các người đấm lửa bự hơn nè. Bụm. Một thiên thạch thôi mà nổ cái lỗ ha, khổng lồ luôn. Mình sẽ sử dụng coi coi có thể đào một cái lỗ ha, sâu tít dưới ha, bedrock không nhá. Thử thêm một lần nữa nè. Thiên thạch gớt xuống, chuẩn bị cái quả. Bùm. Ui, nhưng mà càng ngày cái kiểu như cái mức độ tàn phá của nó sẽ bị thu hẹp các bạn ơi, vì mấy block ở phía dưới nó cứng dần lên á. Nhưng mà mình hơi quá đáng hay sao?
Sơn tặc người ta đang yên đang lành, mình để hai ba cái thiên thạch xuống cái trọi lõi luôn mất tiêu rồi. Và phía này có cái công trình gì vậy? Một cái gì ta, cái này là của hải quân, danh trại của hải quân chứ không phải căn cứ các bạn ơi. Căn cứ là một cái công trình to hơn cơ. Sơn tặc mình cho thiên thạch thì cái này không cho thiên thạch thì mấy anh sẽ phân bì á. Ok, tặng mấy anh một cái thiên thạch nè. Bụm. Lật ngọng hết rồi. Rồi hồi nãy bên kia hai cái thiên thạch là tan tành đúng không? Cho các anh thêm một cái thiên thạch nữa. Bụm. Tan tành luôn rồi. Và mấy anh thì cũng đi luôn đi. Cho mấy anh nếm mùi của kiếm được bọc Hoa Kỳ là như thế nào. Kiếm được bọc Hoa Kỳ. Ê, mấy anh kia vẫn còn sống kìa. Thôi đi chung với mấy anh đi trước đi. Đi chung đi. Mấy anh đi chung đi. Và anh này thì cho mấy anh á lún xuống đất. Trọng lực. Chết quẹo luôn. Ơ phải đây là một cái tòa tháp nữa ta. Tòa tháp hả? Trời cũng đang tối, hay là mình ngủ giấc đi nha. Rồi sáng thức dậy thì mình sẽ cho mấy anh trong này biết mùi thiên thạch là như thế nào nha. Rồi trời đã sáng rồi và cho mấy anh này biết mùi thiên thạch là như thế nào thôi. Chuẩn bị ăn thiên thạch nè. Bùm. Cái này đi phá hủy công trình ha là thầy luôn á các bạn ơi. Ui ui ui. Ui. Ui nè nè. Nè nè. Xí hộp xí hộp. Ui. Chơi mà bắn thiệt. Giỡn chơi mà bắn thiệt nè, cho tan tành hết. Giỡn chơi mà bắn thiệt chưa để mình cho nó hồi cho skill cái đã. Ơ nhưng mà cái kỹ năng cuối cùng mình chưa biết. Ui, ui, ui. Công dụng là như thế nào nhỉ? Nó có hình cái cục đất bị cái này là bị đẩy lên hả? Đúng không ta? Ừ đúng rồi, như cục đất đẩy lên hay sao á. Để mình test thử coi. Hay là cái này dùng để đào cục đất bay lên trên ta. Đi. Dám dí theo bắn mà. Cái thấy mấy tên này lì không? Biết sao mình không muốn dùng được. Đây đây đây. Trọng lực. Đè các người xuống một lần nè. Đè các người xuống một lần nữa. Và thêm một lần cuối cùng. Không chết hả? Không chết thì cho thiên thạch chưa gớt xuống luôn. Dám chống hả? Chống 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 nè. Ý cái kỹ năng cuối mình không biết dùng luôn á. Kỹ năng đó chính là Abe Hita Suri. Mình không biết dùng cái đó như thế nào nữa. Mà mình kích hoạt lên mình quýnh thì nó không có thay đổi gì trơn á các bạn ơi. Mình cứ tưởng cái này quýnh một cái thì đất nó sẽ bay tứ lung tung lên trên chứ. Hay là nó sẽ khiến cho mấy block đi lên trên ta. Không có đâu. Mình cũng chưa rõ nữa. Ok, để mình sẽ cố gắng tìm hiểu cái kỹ năng đó dùng như thế nào trong thời gian với hai tập. Rồi có gì sắp tới mình sẽ biểu diễn lại cho các bạn xem. Giờ thì ăn miếng thịt rồng để cho nó hồi máu lại cái đã. Rồi và phía này nó có cái nhà gì nè. Ủa nhà ở đây. Ui trong này có rương luôn. Ý nhưng mà trong rương không có gì trơn á. Ủa sao này nó lại. Giấu một cái đường hầm mà. Thảo nào mình thấy cái sàn nhà có gì đó lạ lạ. Và phía bên trong này. Ui danh chạy sơn tặc. Ây cha sơn tặc. Sơn tặc hả? Bật Haki lên. Búp. Dám chống hả? Sơn tặc nè. Dùng Haki trên kiếm thôi các bạn ơi. Không cần phải bọc Haki toàn thân đâu. Chỉ cho gươm gà và các ngươi biết mùi trọng lực của ta là như thế nào. Ui chế trọng lực của mình mạnh ghê luôn á. Đó. Đè các ngươi nè, đè các ngươi nè. Cho các ngươi hay lúng tuốt ở dưới luôn. Lúng thêm một lần nữa. Chết hết luôn rồi. Ui cái này xịn thiệt á. Để bé bếp mèo xuống đây cho các bạn dễ dàng quan sát hơn. Và đi lên trên coi coi phía trên này có rương không. Ui anh chạy sơn tặc có rương đàng hoàng luôn nè. Có một cái cái này là cái gì ta. Ây da cái này đá biển. Trời ơi. Cái này lại làm những cái khối đá biển nè. Và khối đá biển có làm được gì không? Chờ để mình coi coi khối đá biển thì dùng để chỉ cái gì thôi à? Chứ không có gì làm gì hết hả? Ồ, rương dưới thì sao? Rương dưới thì có emerald có thể lấy được nè. Vàng thì càng nên lấy để mình làm những cái chìa khóa. Tiếp tục là vàng thôi. Và mình sẽ vứt đi những thứ không cần thiết. Ý nhìn nó có cái dao dễ thương ghê vậy. Cái dao của sơn tặc nè các bạn ơi. Cái dao mini. Cái này chắc cái dao gọn xài cứ mấy ảnh quá. Và trong này có vàng tiếp nè. Được 11 vàng luôn. Và hết đường rồi hả ta. Ui dưới đây còn cái phòng ngủ hay sao nè. Ui mấy anh này ngủ dưới lòng đất luôn hả. Có vẻ căng thẳng đấy. Ủa cái này là cái đường gì mà dài dữ nhờ.
À mình nhớ hồi nãy mình mới thi triển sóng kiếm trọng lực nên nó đục một cái đường dài như vậy á. Sóng kiếm trọng lực một lần nữa nè. Rồi mình đi thôi. Mình đã dùng cái kỹ năng trọng lực đè rồi. Mấy tên này từ từ cũng phải đi được rồi à. Đó. Và một lần nữa. Bẹp. Chết hết luôn. Ý. Mấy tên này chưa chết nè. Ui. Ui như thiên thạch nổ trên rồi. Để mình nổ vài lần nữa coi coi thiên thạch có rớt xuống đây kịp không nha các bạn. Một cái thiên thạch rồi đúng không? Nó hai thiên thạch rồi đó. Để coi mất bao nhiêu thiên thạch thì mới có thể đục xuống dưới này. Cái gì? À, muốn test kiếm à? Ui. Ui ui ui. Lũng rồi. Và mấy thiên ở dưới cũng chết hết rồi. Và thêm một cái nữa coi. Đó. Bốn cái luôn là mình có thể đi lên luôn rồi nè. Em mà chết. Ủa chết rồi, nổ tan tành cái nhà rồi. Ui nữa hả? Thôi xin. Mấy anh cô tê nè, trời ơi. Không có đổi câu chào được à. Không có đổi câu chào khác ngoài cô tê được à. Tao quét ngài cô tê. Rồi có rơi mặt nạ không? Quyền hổng rơi mặt nạ luôn chứ. Buồn ghê. Rồi bây giờ thì chắc mình sẽ triệu hồi thêm một em rồng nữa. Sau đó cưỡi và đi khám phá xung quanh đây coi có cái gì đặc biệt không nha các bạn. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã ăn một trác quỷ mới được mang tên là Suzinomi của Đô đốc Fujitora. Một người có năng lực trọng lực, có thể điều khiển cả thiên thạch cơ, cực kỳ mạnh luôn. Bên cạnh đó thì mình cũng đã biết công dụng của Haki bọc vào vũ khí là như thế nào. Rất là mạnh luôn các bạn ơi, áp dụng vào thực chiến rất là tốt. Và ngoài ra thì mình còn có một tin vui nữa, đó chính là mình tìm được rất là nhiều những trái quỷ mới. Như là trái này là trái gì đây, để mình lấy ra cái đã. Đây là trái Uchinomi hệ Zoan nè. Rồi đến trái cái này là trái gì đây? Hienomi hệ băng nè, cũng như là một trái sa mạc nữa. Nó nói chung là được tổng cộng là như ta? 1 2 3, được 3 trái mới lận. Ui, toàn là hệ mình thích không à. Nên sắp tới mình sẽ cố gắng tìm thêm vài hệ quý nữa để mình có thể cho các bạn xem luôn nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.